Bạn ơi, cho mình hỏi cái mã giảm giá. Em xin lỗi. Làm gì vậy? Em xin lỗi. Làm gì mà gấp vậy? Anh đi xử lý đây. Đúng là chẳng có người đàn ông nào có thể chấp nhận được một đứa con gái mà lúc nào cũng đem đến phiền phức. Chẳng phải sao anh có thể yêu được chị này chứ. Bạn đã từng ở trong một đoạn tình cảm vì đối phương mà thay đổi bản thân chưa? Tôi đã từng. Tôi có một người bạn trai mà tôi cực kỳ thích. Đã mập rồi còn uống trà sữa, chả được cái tích sự gì cả. Vì anh ấy, tôi từ bỏ trà sữa mà mình thích uống. Rồi. Anh, chụp lại giúp em một tấm luôn đi mà. Đẹp hay xấu thì nó là do cái mặt của em chứ. Bây giờ em cứ đòi chụp, bây giờ chụp 3.000 tấm, 5.000 tấm thì hết cả dung lượng rồi. Phiền phức. Lại bỏ việc chụp ảnh khi ở bên ngoài. Em xin lỗi, em tới muộn, mình đi thôi. Em mặc đồ kiểu gì thế này? Trông có khác gì một thằng đàn ông không? Hay là mấy cái thằng đứng nhảy hip hop ngoài đường ấy? Mặc thế đi ra ngoài, bạn bè anh cười chết à? Em xin lỗi, đợi em xin. Thay đổi phong cách ăn mặc mà bản thân thích nhất. Anh, em mới giành được hai cái vé cuối cùng của bộ phim hoạt hình mới ra. Bộ này á cực kỳ đáng xem luôn. Trời ơi, bao nhiêu phim khoa học viễn tưởng rõ hay thì không mua, đi mua phim hoạt hình. Bao nhiêu tuổi rồi? Anh đi mua phim khác đi. Nếu có gì em bỏ lại vé khác. Đến cả việc xem phim cũng phải cân nhắc đến sở thích của anh ấy chứ. Anh cười lên, như vậy sẽ đẹp hơn nè. Mọi chuyện buồn sẽ qua thôi. Em làm như thế mà xấu á, trông như một con quỷ. Tốt nhất là em đừng có làm gì hết nhá. Ngậm cái miệng. Anh ơi, em mới mua sầu riêng nè, anh ăn thử đi, ngon lắm. Khiếp, mùi gì ghê thế. Em đem ra ngoài đi. Không phải đâu, cái này ngon lắm. Sầu riêng anh không ăn được. Chó cũng không ăn cái này. Đi đi, còn đứng đây làm gì nữa. Đến cuối cùng, anh ấy vẫn chia tay với tôi. Đoạn tình cảm này làm tôi cảm thấy bản thân không thể chịu đựng nổi được. Và chẳng hề tốt đẹp gì. Tôi thực sự rắc rối đến vậy sao? Mãi cho đến sau này, xin chào. Tôi gặp được bạn trai. Bộ đồ của cậu đẹp quá, mình có thể hỏi chỗ mua để mua cho em gái được không? Không biết vì sao khi ở bên cạnh anh ấy, tôi lại có một loại cảm giác rất thoải mái. Hai ngày cuối, đi đội chuột cưng. Bao nhiêu tuổi rồi? Em không thích à? Để em đuổi gái khác. Không. Em thích lắm. Ai, em chụp lại đẹp này, để em chụp em nhá. Ôi, em là thằng xấu lắm. Không, nếu bạn là xinh nhất. Sau khi ở bên anh ấy, sự tự tin về bản thân của tôi dần dần trở lại. Tại em lâu không? Ta-da, anh mua cho em loại trái cây ngon nhất thế giới này. Sầu riêng đó. Chó cũng không ăn cái này. Đi đi, còn đứng đây làm gì nữa. Em không thích hả? Không, em thích lắm. Dưới sự ảnh hưởng của anh ấy, tôi không còn tự ti nữa. Nhưng mà tại sao lần này anh ấy lại bỏ đi rồi? Tôi thực sự đúng là rất rắc rối. Phải không? Linh Sĩ! Đồng đốc này, sao em buồn nữa vậy? Anh chỉ là đi mua cho em cốc trà sữa mới thôi mà. Dù sao thì em cũng thèm một tuần rồi còn gì nữa. Nhất định phải uống thôi. Tôi cuối cùng cũng hiểu ra. Thật ra tôi không rắc rối chút nào. Tình yêu thật sự không phải là chuyện gì cũng giống nhau. Không phải là hạ mình để làm hài lòng đối phương, mà là có thể thoải mái là chính mình. Bạn phải tin rằng nhất định bạn sẽ đợi được người thật sự yêu bạn.